cuộc thi cặp đôi sinh viên thanh lịch iCouple năm 2012. Xin cảm ơn và hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các tiết mục mở màn của chúng ta ngày hôm nay đến từ câu lạc bộ âm nhạc MEC trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Hà My và Nguyên Bảo xin được gửi đến quý vị đại biểu, các thầy cô, các anh chị cùng tất cả các bạn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, học tập và công tác tốt. Chúc cho đêm chung kết ngày hôm nay của chúng ta sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả các thầy cô, các anh chị và tất cả các bạn, khi mà tất cả mọi con người chúng ta đứng cạnh nhau, chùm lại với nhau, chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn trên con đường đời, dù cho nắng lên hay là mưa đến, thì đó cũng là lúc mà con người trở nên rực rỡ nhất và tỏa sáng nhất. Các cặp đôi sinh viên trong cuộc thi iCouple cũng vậy. Họ đến với nhau trước tiên là bởi tình bạn, sự trân quý như tình cảm trân trọng của thời sinh viên, và sau đó là cùng nhau soi sáng nhau, và sau đấy thì cả hai người sẽ cùng nhau tỏa sáng, đúng không ạ? Đó cũng là một trong những điều mà chúng ta cảm nhận được trong đêm chung kết ngày hôm nay. Giống như là tiếng đàn của Ba Nha thì phải có Chung Tử Kỳ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó cũng chính là đặc trưng của sân chơi iCouple. Thưa quý vị, và đây là một chương trình khác biệt với những chương trình thanh lịch và hoa khôi hiện nay ở chỗ. Chương trình còn tạo điều kiện cho thí sinh có khả năng làm việc theo cặp đôi, không chỉ hoàn thiện cho bản thân thí sinh mà còn hoàn thiện, có trách nhiệm với những người xung quanh. Sự kiện được tổ chức bởi Liên Chi đoàn, Liên Chi hội khoa đầu tư trong dịp chúng ta kỷ niệm 56 năm ngày thành lập trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và đây cũng là dịp để mà tạo ra một sân chơi, giao lưu, học hỏi và tôn vinh những cặp đôi tài hoa của sinh viên nhiều trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là một cuộc thi mở rộng dành cho sinh viên ngoài trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quan tâm đến tham dự với đêm chung kết của chúng ta ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình, Nguyên Bảo và Ami xin được kính giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu và các vị khách quý. Về phía trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Phó trưởng khoa đầu tư. Một người rất quen thuộc với các bạn sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân, anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Thư ký Trung hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Về phía ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Ái Liên, Bí thư đoàn khoa đầu tư. Xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của anh Lương Xuân Huy, Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội khoa đầu tư. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Công Minh, trưởng ban tổ chức cuộc thi cặp đôi sinh viên thanh lịch iCouple version 2. Xin giới thiệu các thầy cô giáo là lãnh đạo trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo, khoa đầu tư, các phòng ban chức năng, các thầy cô, các anh chị trong thường trực thường vụ đoàn trường, ban thư ký hội sinh viên, các câu lạc bộ sinh viên bạn cùng đông đảo sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Quý vị và các bạn, bên cạnh sự nỗ lực của những thành viên trong ban tổ chức để có được một đêm chung kết iCouple ngày hôm nay, chúng ta không kể đến sự giúp đỡ đồng hành của các nhà tài trợ và bảo trợ thông tin. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhà tài trợ vàng, công ty cổ phần truyền thông và dịch vụ Shopton. Và đại diện nhà tài trợ vàng là bà Phạm Thanh Thủy, phó giám đốc công ty. Xin chào mừng bà. Xin giới thiệu đại diện nhà tài trợ đồng, ảnh viện áo cưới Thu Hương. Xin trân trọng giới thiệu đơn vị bảo trợ truyền thông mạng xã hội tamday.vn. Cùng với đó là sự hiện diện của các đơn vị tài trợ đồng hành. Chúng tôi xin giới thiệu đại diện công ty thời trang Ngân An, nhà thiết kế Anh Thư. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trung tâm đào tạo trang điểm Tina Nguyễn, chị Tina Nguyễn. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của bà Phạm Thị Tuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang Howell Việt Nam, công ty phân phối thương hiệu thời trang Owen tại Việt Nam. Xin chào mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trương Thị Bích Huệ, phụ trách mua hàng Owen. Cùng với đó là sự hiện diện của đại diện các đơn vị váy dạo hội Lolomis, trang sức nam xóa bạc, trang web đại học trực tuyến.vn. Chị Tô Phương Anh sẽ giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển tài năng âm nhạc Jam Classica. Xin chào mừng tất cả các nhà tài trợ và bảo trợ thông tin đang có mặt tại đây tối đêm nay. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của các anh chị phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội đến đưa tin cho chương trình, cùng với hàng trăm khán giả đến từ khắp nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội để cổ vũ cho tất cả các thí sinh trong đêm chung kết ngày hôm nay. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật to để chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả chúng ta.
vọng rằng là đêm chung kết hôm nay cũng sẽ tiếp tục là một đêm chung kết như mơ, như nhiều sự kiện khác mà sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói để có cuộc thi iCouple diễn ra thành công liên tục và có một vai trò vô cùng to lớn nhờ sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo của đoàn trường, hội sinh viên và đặc biệt là các thầy cô lãnh đạo, các thầy cô giáo lãnh đạo, cán bộ, giảng viên khoa đầu tư của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và sau đây, chúng em xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời lên sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Phó trưởng khoa đầu tư sẽ lên chia sẻ đôi điều cùng chúng ta. Xin kính mời thầy.